Với kênh YouTube của mình, trên tay mình đây là quả sung. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần có giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Trên tay mình đây là chiếc lá. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần có giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Để làm được sản phẩm này, chúng ta cần có giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào. Thank you.
trên tay mình đây là quả trứng gà. Để làm được sản phẩm này chúng ta cần có giấy dán thủ công, bút dạ, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.